thì còn nhớ không? Tà dầm là một trong những dấu hiệu của sốc tâm lý. Tà dầm ví dụ như đã bỏ tả được rồi, bây giờ lại tà dầm ban ngày lẫn ban đêm, hoặc chỉ ban đêm, rất có thể đó là dấu hiệu của sốc tâm lý. Hay là vừa nói được bây giờ lại không nói, vừa đi được bây giờ lại không đi, vừa ăn tự xúc ăn được bây giờ lại không xúc ăn, hay là vừa tự hút ống hút được bây giờ lại không hút thuốc, vừa uống được ly bây giờ lại đòi uống rồi của mình, tức là nó cứ mà vừa mất đi những gì nó vừa mới học được đó. Đó là dấu hiệu của sốc tâm lý. Thì bản thân Liên là Liên đài dành tới năm 13 tuổi. Và khi mà con quý vị tè dầm á, không nên trách mắng, không nên ra la, rồi cái đó ảnh hưởng tâm lý nó rất nặng nề. Tiếp theo là cái chuyện bỏ tả ha. Bỏ tả thì trong đây Liên có ghi cái công thức đó, tức là mình cho nó mặc tả xong mình kêu nó tà, khi nào nó tè đó thì cho mình biết nhưng vẫn cứ tè tà, sau đó mình kêu nó báo cho mình biết nó mới tè trong tả. Tức là mình muốn cho nó dạy nhận biết khi nào nó cần tè thôi. Rồi sau đó ngồi lên bô rồi nhưng vẫn mặc tả, tè trong tả cho nó có thói quen ngồi lên bô thì tè. Rồi sau đó bỏ tả một ngày mà an toàn rồi á thì mới bỏ tả một đêm. Rồi an toàn rồi á thì là bỏ tả đi ăn đám cưới, an toàn nữa thì mới bỏ tả đi máy bay, ví dụ vậy, đúng không ạ? Còn Liên thấy cái phong tục Việt Nam mà cứ xin con nít từ khi mới ra đời á, Liên không có bằng chứng khoa học để nói cái đúng cái đó đúng hay sai, nhưng Liên nghĩ cái đó đi ngược với khoa học. Quý vị có xin được con chó không? Quý vị có xin được con mèo không? Đi xin con người. Cho nên khi con quý vị nó còn chưa hiểu được, còn dưới một vài tháng, một hai tuổi, nó chẳng hiểu cái xin của quý vị là cái gì đâu. Cho nên á, ai đã từng xin con từ nhỏ tới lớn, có thấy là xin có khi được hay không không? Có không? Mà mình làm cái khi nó lớn đúng không? Cái tới hồi nó lớn mới thấy được đúng không? Cái mình nghĩ là vì mình làm lâu cái nó được đúng không? Không phải. Tại vì cái hồi nó nhỏ nó xem khi được khi không, tại vì nó đâu biết gì đâu. Cái hồi nó lớn lúc đó nó biết thì nó mới được. Vậy thì tại sao quý vị không chờ tới khi nó lớn quý vị hẳn si? Si cả đời hồi nhỏ có được gì đâu, chỉ làm cho thì mình căng thẳng, nó căng thẳng. Quý vị nghĩ một đứa trẻ mà khi mình si á, nó ngồi yên mình si hay là nó quăng nó lắc lư, mình phải giữ cho thiệt chặt đúng không? Nó ngoắc ngoéo như cái con măng quăng vậy đó, mình phải giữ cho thiệt chặt rồi mình si rồi. Vậy là ai căng thẳng? Cả hai. Nó cái chuyện Liên thấy cái chuyện si vô đích tè ở trong phong tục Việt Nam là hoàn toàn ngược với khoa học. Có rất nhiều thứ của mình hoàn ngược với khoa học. Ví dụ như con đít mới đẻ về che nắng che gió thì nó bị gì? Tàn da. Con nít còn phải cần phơi nắng. Rồi nói là uống sữa mẹ, có người nó phải uống thêm sữa, phải uống thêm nước ngoài thôi, nó không đủ, cái đó đúng hay sai? Hoàn toàn sai hết quý vị. Con nít dưới 6 tuổi là nó chỉ cần sữa mẹ, nó cần gì khác hơn á? Đi với coi tôi có việc tập cho con không? Xấu hổ. Xin lỗi quý vị. Ok, vậy là chúng ta đã xong chương trình cha mẹ không hiểu hả? Bây giờ chúng ta sẽ qua phần chương trình hôm nay. Chương trình hôm nay thật ra nó như vậy quý vị. Chương trình đầu tiên, lần đầu tiên chương trình này ra đời, nó tên là Cha Mẹ Tuyệt Vời, nó 2 ngày. Xong rồi sau đó, vì cái áp lực rất nhiều phụ huynh đó là không đủ tiền để học 2 ngày. Cho nên nó chia ra thành mỗi khóa 1 ngày, thì mới đặt tên là Cha Mẹ Hiểu, Cha Mẹ Hồn Nhiên. Rồi lần này á, Liên lại nhập chung để khỏi bị hiểu lầm với cái chương trình Gia Đình Hồn Nhiên là chương trình đi rừng. Thành ra quý vị nào cũng mua đĩa đó, khi quý vị nhận thấy cái bộ đĩa Cha Mẹ Hồn Nhiên á, là ngày hôm nay nè, là nói chuyện học hành không thôi. Nó khác cái chữ Gia Đình Hồn Nhiên đúng không quý vị? Cha Mẹ Hồn Nhiên là dành cho cha mẹ thôi, còn Gia Đình Hồn Nhiên là dành cho cả gia đình. Cho nên cái Gia Đình Hồn Nhiên là đi cắm trại ở Nam Cát Tiên. Còn cái Cha Mẹ Hồn Nhiên là ngày hôm nay nè. Hôm nay chúng ta chỉ nói toàn cái chuyện làm sao để phát triển não, phát triển tư duy và học cho giỏi thôi.